Nhờ bức ảnh tự sướng chụp trước khi tai họa xảy ra, Stephanie Fanan 28 tuổi, sống tại hạt Ireland, được phát hiện đang nằm bất tỉnh trong phòng ngủ của mình vào buổi sáng ngày 23 tháng 8 vừa qua. Người phát hiện ra sự việc là cha của Stephanie, người đã cảm thấy lo lắng vì không thấy cô đến nhà ông để gửi cậu con trai 4 tuổi của mình trước khi đi làm. Không rõ chuyện gì đã xảy ra, em trai của Stephanie, người cũng đã có mặt tại hiện trường, đã nhanh chóng kiểm tra điện thoại của Stephanie và phát hiện ra. Cô đã chụp một bức ảnh tự sướng vào lúc 8 giờ 21 phút, chỉ 14 phút trước khi được phát hiện đang nằm bất tỉnh trong phòng ngủ. Stephanie sau đó đã nhanh chóng được đưa đến bệnh viện. Dựa vào hình ảnh tự sướng mà Stephanie đã chụp, các bác sĩ đã có thể xác định được thời điểm xảy ra cơn đột quỵ, từ đó đã đưa ra quyết định sử dụng thuốc chống đông máu ngay lập tức và áp dụng nhiều biện pháp xử lý kịp thời để giúp cứu mạng sống của cô. Các bác sĩ cho biết nguyên nhân gây ra đột quỵ của Stephanie là do cơ thể của cô phản ứng với thuốc tránh thai và một lỗ hổng trên tim của cô. Stephanie đã phải trải qua phẫu thuật để chữa trị vấn đề về tim. Các bác sĩ cho biết Stephanie đã mắc phải một loại đột quỵ nguy hiểm mà tỷ lệ sống sót chỉ là 10%. Chính nhờ vào bức ảnh selfie mà cô đã chụp, giúp các bác sĩ xác định được khoảng thời gian cô xảy ra đột quỵ để có thể sử dụng loại thuốc phù hợp nhất giúp cô sống sót. Nói một cách khác, các bác sĩ cho rằng chính bức ảnh selfie của Stephanie đã giúp cứu mạng cô.